Hello, welcome to Solo, chào mừng tất cả anh em quay trở lại kênh mình. Hôm nay chúng ta khởi đầu game Chung Kết TV sau đó, ok, let's go. Ok, chúng ta đến mèo quán nhá. Rồi, cho cô bé này chui qua cái tấm màn này. Rồi, xem ông não này đang gì gì đấy. Tiếp tục đến với Nam Chu. Ok, một cậu bé đang bị ngã. Fail rồi. Và gãi đầu rồi, anh chàng này gãi tiếp qua. Rồi, anh ta nghĩ là một cái nấy bản gì đây. Sao lại dám bằng gạch anh đâu. Đây. Ta sẽ tua lại một cái thời gian trước khi anh ta xong nhé. Rồi, xong ra một hình vài phân này. Ok, đẩy ra một cái đơn vị đồng bộ cơ nhạc. Nó có 6 xích đồng. Ok, cho nó trượt đi. Tiếp tục, nèm bờ nhiều tám nè, tại tháo này ra và lấy chiếc diều chặt cửa nào. Ok, rồi nhà vừa tiếp theo tháo này ra đổ một phần đây là cắn nút rồi gõ nào. Level 10 nào, chúng ta đã dịu đấy nhá. Wow, level 11. Ủa, anh chàng bán tệ ở trận con sâu. Level 12 nào. Ok, chúng ta cho cặp đôi được hôn nhau nào. Ok, sau đó anh chàng này xì hơi. Level 13. Ok, cho hai con chụp nhà 14 ạ. Ok, chúng ta thay đồ và lấy luôn cái đồ xem cửa. Ta bấm nút nào. Ok, liên tục. Rồi, chúng ta bấm nút quay thuộc. Thôi, sang level 17 nhá. Rồi, dùng cái năng cưỡi đầu của cái con này. Chúng ta đến level 18 nào. Ok, kéo nó sang. Rồi, anh sẽ ăn này. Rồi, không thể đi hình vẽ đâu nữa. Ok, gõ cửa đó. Còn cho này rơi đầu mặt anh á. Nhờ 20. Ok, nhờ 21. Ta đến được 22 nào. Đi rồi. Ok, chúng ta thử cô gái thủ bàn tay. Chụp được 24 nào. Chàng này trong vụ đến đây có lúc để sinh và là bị ngang. Nè vừa 2 năm nào.
Ok. Tiếp tục đi nào, 326 nào. Ok, ta dịp vào hai cái bàn tay này. 127 nào. Ok, anh đang tưởng có bom nổ. No. Đây là một nhiệm vụ đội bóng Super Star. Rồi, này mình sẽ chọn nhân vật Tasha. Ok. Tiếp tục. Sau khi update thì mình mới kiếm được có 3 chiến năng của bóng giày rồi. Xuống nào. Ok, lại nào sẽ sung. Đây nào. Oh my god. Điểm này có vẻ nó hơi bị nát một chút. Bị giật một chút. Các giò máy của mình nó quá nặng rồi. Tiếp theo mình sẽ đến với game See You Here, Hero. Ok, bắt đầu nào. Thằng nót game rồi. Ta sẽ đi tìm kiếm các thứ ở trong ngôi nhà này. Đây có con siren hai mắt, hai đầu đây. Ok, bắt đầu nào. Rồi, đây chúng ta đang đứng ở chỗ phải nên lực đây để... Đây, các món đồ trên đây nữa. Khá là dài này, ok.
Waduh. Tiếp tục là cái này. Một cái rìu. Ok, qua game rồi. Nhập vào một đầu on. Tiếp theo mình sẽ đến với game Silent Hill 3D. Ta đi với game Friday, The Friday trước đi. Bono quay sạc. Ok. Xong, lại nào. Và sẽ đặt đến 1950. Ok, đầu tiên chúng ta dọa anh chàng này sang đây. Ok, sang đây nào. Tiếp tục dọa cậu ta sang đây. Thưởng thêm một món quà. Ok, để các món vũ khí đăng chúng ta cũng đến với level 13. Ok, đầu tiên chúng ta tiêu diệt tên trước nào. Sau đó rồi mình sẽ dọa cô gái này sang đây nào. Ok, tiếp tục đến đây. Rồi, 13/13. Cùng sang tới đây game tiếp theo nào. Cùng sang chapter tiếp theo. Ok, fail rồi. Rồi, cô gái đầu tiên ta dọa được.
tiếp tục xoắn đây. Ok, phần tiếp theo nào. Phần tập voice. Một kill. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với game Hungry Shark. Ta bắt đầu đến với vùng đất tiếp theo. Ok, tăng tốc độ khá nhanh đấy. Ok, bắt con cá mập kia nào. Ra bị cá voi xanh ăn thịt, là cá voi trắng. Con hỗn độn dưới. No. Là chàng trai khoảng như đôi được nha các bạn nha. Đầu một trắng khá khổng lồ. Sẽ ăn được tất cả các con cá. Đâu, chúng ta đã bị chết đuối rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với game Subsuga. Chín các bạn ơi, ta cũng đợi mấy cái tên này sang đây. Ok, chúng ta chưa nhận mấy tên. Tục là level 70.
ta chỗ nào tiếp tục điểm với nào vừa tiếp theo là vừa tám là 71 à. Sẽ đến với game tên gì thì tên hai nào. Ok, chúng ta có thể ở đây đi. Rồi, chúng ta đã có 6.000 tiền thì mình sẽ nghĩ ra sẽ nên mua một vị tướng mới. Ok, đầu tiên đấu với anh chàng cảnh sát ở đây. Giờ vô đây. Ok, tiếp theo mình sẽ dùng vậy nhé. Ok, là chiến thắng không? Một ván nữa thôi, Joker chúng ta sẽ đi lên level 7. Shop này mua vị tướng 6k nhé. What have we here? Lame. This one's terrible.
cái này là cái mới. Harley Quinn, một vị trộm ném bom. Rồi tiếp theo mình sẽ bỏ con nào thôi ra đi. Ok, vậy là video ngày hôm nay đến đây kết thúc rồi. Xin chào các bạn, tất cả mọi người ở sau. Còn các bạn có theo dõi thì kịp phút.